Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tạp chí Nhân Việt Nam. Gần đây thì mình khá quan tâm đến những chiếc tai nghe giá rẻ, cụ thể với mức giá khoảng tầm từ 500.000. Thì mới đây có một hãng có tên là Rapu bảo là: em ơi, anh có cái tai nghe này hay lắm, thì em thử trải nghiệm xem. Ngoài ra thì ở đây hãng cũng đưa cho mình luôn cả một cái phụ kiện nữa, đó chính là củ sạc. Tuy nhiên thì mình sẽ focus đầu tiên vào cái tai nghe này đã nhá. Thì nếu các bạn nào mà chưa biết Rapu là thương hiệu gì thì mình cũng nói luôn, Rapu là một thương hiệu gaming gear đến từ Trung Quốc, và họ cũng đã có những sản phẩm từ tai nghe đến chuột bàn phím dành cho gaming rồi. Và ở thị trường Trung Quốc thì Rapu cũng là một thương hiệu khá có tiếng. Vì vậy là về mức độ tin tưởng thì mình cũng đánh giá khá cao cái thương hiệu này. Ở bên trong này thì các bạn sẽ chỉ có đầu tiên, đó chính là về cái hộp của tai nghe, và tai nghe cũng được đựng trong này luôn. Và ngoài ra thì các bạn sẽ có thêm một vài cái típ tai ở đây nữa. Đây, một vài cái típ tai ở đây nữa để lắp nếu các bạn tai quá nhỏ. Và ngoài ra thì còn có thêm một sách hướng dẫn sử dụng nữa. Đấy là những cái cơ bản thôi, những tai nghe nào cũng có. Để qua một bên thì mình sẽ đi sâu hơn về chiếc tai nghe này. Với một chiếc tai nghe tầm giá khoảng 500.000 thì mình cũng không hy vọng quá nhiều về chất liệu của nó phải cao cấp hay là thiết kế nó phải đẹp mắt như thế nào. Hộp đựng của tai nghe thì có hình oval và mình thấy rằng nó to hơn một chút so với những đối thủ của nó. Nhưng mà một điểm đáng khen đó chính là chiếc tai nghe Rapu i100 này thì nó được trang bị cổng sạc là USB Type-C. Đây là một nâng cấp tiên tiến hơn so với các đối thủ. Ngoài ra thì bản lề của chiếc hộp đựng này thì cũng khá là chắc chắn và nam châm thì hít khá là mạnh. Ở bên trong này thì chúng ta sẽ có 4 cái đèn báo dung lượng pin. Và ngoài ra thì housing cũng có đèn báo để thông báo trạng thái cũng như là dung lượng pin ở bên trong. Mỗi một bên housing này thì nó nặng khoảng 4,5g, và khi mà đeo thì mình thấy rất thoải mái, nó không hề nặng khi mà mình đeo. Và cái thiết kế của housing này thì mình thấy cũng rất là ấn tượng, mình gần như là chưa thấy gặp ở đâu cả. Nó có thiết kế theo kiểu vũ khí boomerang. Và nhà sản xuất chắc chắn là cũng đã nghiên cứu khá kỹ cấu tạo tai chúng ta rồi. Chính vì thế khi đeo chiếc tai nghe này lên tai thì mình thấy gần như là nó fit thẳng vào tai luôn, và nó giữ khá là chắc. Từ điều này thì giúp cho chiếc tai nghe có khả năng chống ồn thụ động rất là tốt. Khi mà đeo vào tai mà chưa bật nhạc thì các bạn gần như có thể lọc bỏ khá nhiều những âm thanh bên ngoài môi trường. Nói về trải nghiệm của chiếc tai nghe Rapu i100 này thì mình thấy rằng nó sở hữu kết nối Bluetooth 5.0, nó đem lại sự ổn định mượt mà với bán kính truyền lên tới khoảng 10m. Vì vậy là nếu các bạn có lỡ mà phải đi lấy một thứ gì đó thì các bạn cũng không cần phải cầm điện thoại theo nữa. Ngoài ra thì ngay khi mở nắp hộp tai nghe lên thì nó đã tự động kết nối với cái thiết bị có sẵn, và đôi lúc thì nó chỉ phát một bên tai thôi, nhưng mà các bạn chỉ cần đặt vào và lấy ra là nó đã có thể kết nối lại như bình thường. Với một chiếc tai nghe tầm giá này thì khả năng kết nối của Rapu i100 thì mình thấy là rất đáng khen, và nó xứng đáng với mức giá cao hơn, mức giá chỉ 500.000 của nó mà thôi. Rapu i100 mặc dù chỉ là một chiếc tai nghe với mức giá khoảng 500.000, tuy nhiên thì nó đã lựa chọn cái phương thức điều khiển, đó chính là về cảm ứng. Nhưng mà lưu ý rằng với những chiếc tai nghe tầm giá này thì mình không đánh giá quá cao về cái khả năng nhận diện, độ nhạy của cảm ứng này. Và các bạn buộc phải chạm rất là chính xác, và cũng như là phải tác dụng một chút lực vào thì nó có thể nhận dạng chính xác được. Và các bạn hãy lưu ý rằng cái phần cảm ứng trên chiếc tai nghe này thì nó nằm ở phía trên này, chứ không phải nằm phía đuôi này của chiếc boomerang đâu nhá. Và cách điều khiển của chiếc tai nghe này thì cũng khá là đơn giản. Các bạn có thể đọc qua cái bài đánh giá chi tiết mà mình để dưới phần mô tả của video. Bây giờ sẽ nói đến phần quan trọng hơn, đó chính là về chất lượng âm thanh. Với driver 6mm cùng khả năng chống ồn thụ động tốt, Rapu i100 đem lại âm thanh khá ấn tượng trong phân khúc. Âm thanh mình cảm giác là nó rất là trong trẻo, không có hiện tượng ù, giải âm tương đối tách biệt. Mình đã thử nghe một số bài hát, ví dụ như là bài Tối thứ bảy thì tiếng rap nghe rất rõ cái độ rung của người rapper, và tiếng guitar thì nghe rất là đã tai. Giải cao thì chiếc tai nghe này nó tái tạo hơi chói một chút, tuy nhiên thì hai giải còn lại làm khá tốt. Và đặc biệt mình rất thích cái âm bass của chiếc tai nghe này. Mặc dù thì nó không phải là một âm thanh nó siêu bass gì cả, tuy nhiên thì nó đánh rất là lực và tròn, không bị nửa vời và gây cảm giác mệt mỏi cho người nghe. Tuy nhiên thì nói đến đây sẽ có những bạn lựa chọn tai nghe này để đi tập thể thao. Tuy nhiên thì mình lại thấy rằng nhà sản xuất không công bố một chút tiêu chuẩn nào chống nước, chống bụi của chiếc tai nghe này. Vì vậy rằng mình cũng khá là e ngại khi mà sử dụng chiếc tai nghe này dưới trời mưa, hoặc là khi mà luyện tập thể thao mà có mồ hôi đổ vào đây thì mình cũng không dám chắc rằng nó có thể sống sót đâu nhá. Dung lượng pin của tai nghe này thì lên đến 40mAh và cho thời gian sử dụng lên tới khoảng 4 tiếng. Với một chiếc tai nghe nhỏ như vậy thì mình đánh giá đây cũng là một thử lượng pin khá là tốt rồi. Chưa kể hộp sạc của tai nghe thì cũng có thêm dung lượng 300mAh nữa, và với thời gian sạc nhanh chỉ là 1,5 giờ là nó đã đầy rồi. Với mức giá khoảng 490.000 thì mình đánh giá rất cao chiếc Rapu i100 này. Sản phẩm này nổi bật ở thiết kế thoải mái, ôm tai, chống ồn thụ động tốt và âm thanh chất lượng tốt. Đặc biệt là mình rất thích âm bass của chiếc tai nghe này. Ngoài ra thì nó có thêm cổng sạc USB Type-C tiên tiến và pin khá trâu. Điểm còn thiếu sót của chiếc tai nghe này đó chính là cảm ứng chưa được quá nhạy, và cũng như là không có tiêu chuẩn chống bụi, chống nước nào. Và như vậy thì hôm nay thì mình đã trên tay cho các bạn tai nghe Rapu i100.
với cái chất âm mình đánh giá rất là cao. Các bạn thấy như thế nào về hai phụ kiện mình nhân tay ngày hôm nay? Các bạn hãy comment ở phía bên dưới nhá. Mình là Chú Nhân, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam.